Nay mấy anh em mình tiếp tục làm món nữa cả nhà. Để anh Hiếu anh kiếm được mớ cá linh nè. Cá linh này cuối mùa con bự bự không anh heo? Linh ghìa. Mấy anh em mình sẽ mổ bụng nó ra rồi chút xíu mình nấu lẩu mắm anh gì anh heo? Lẩu mắm mà không có bông điên điển. Nay mùa này kiếm bông điên điển khó. Cuộn cá này cái gì ta? Cá linh luôn ha. Mình rửa nước muối này cho săn cá lại. Tại cá này ở dưới miền Tây gỡ lên cả nhà, nó bị đông đá đó. Bông mắm. Nó mắm mình ăn rau muống kiểu nèo với con nhóc, không có con nhóc. Giờ chiều quá. Nó nhúc một quen. Hát đọt được anh em. Khi nhúc là nhai cũng sơ không. Ừ. Chỉ cái đọt non ăn được. Chứ giờ mình lặt sơ lại nữa. Hỏi chừng đĩa bu đít không á. Dễ dữ lắm anh Tư. Nói từ mặt anh canh đám kìa, có đọt non không? Ừ. Keo đây. Có đã nó keo này luôn nè. Bây giờ này có anh ngắt làm đôi. Dọn vô được không? Này qua chút xíu rồi lo ăn. Thỉnh luôn. Đấy vừa gà gom mướp, nhúc, kiểu nèo. Quá luôn. Muốn này quá chừng quá đắt. Là muốn tươi xanh. Non non không? Ừ, đây có muốn trời đặt cái ngọn ăn. Nhiều lắm. Này bữa ai mới phát á. Phát nó lên. Lấy máy rồi guồng cái ha. Ừ. Bữa tè tè sơ sơ cái nè. Nó đã. Sao ngắt dài dữ vậy? Hả? Dài dữ vậy? Mày biết. Rồi. Trời ơi nó ngắt nè, nó mèo nè. Mày biết anh Tư suối á, anh Tư suối ngắt dài vậy đó. Đi đường đó lên luôn. Đi lên Tư. Ngon lắm à. Thật non nó ăn được mà. Chiều nay tiếp tục mấy anh em mình lên cây biệt thự nữa cả nhà. Nay anh Hiếu làm lẩu mắm. Rồi khói lên chứ. Hôm rồi không để quay nữa. Hôm rồi không có lên đây. Cái bếp lạnh quá giờ anh em mình đốt lên. Chút nữa mình nướng phê mì. Này cái tấn cá chép không anh heo? Nó mở nhiều ha. Thôi mày nãy mình moi được mấy củ cả nhà, chút xíu mình nướng luôn. Thôi mày thì bọt dữ lắm. Úp đồ đỏ vô cái hấp dẫn nha. Hôm nay nấu lẩu mắm siêu cay đi. Cá lông quên cá linh nhúng mắm các bạn. Cá linh mà kêu cá lông. Nói chứ cái lẩu mắm này cái gia vị phải cho nhiều rồi nó mới thơm ha. Gia vị nhiều rồi mới ngon.
củ hành, củ tỏi với xả ớt nữa. Bữa nay em dụ mà nướng khoai mì nha Tung. Giờ sẽ nướng khoai mì tới tối à. Cuối. Đây cái nồi mắm anh em mình nấu mắm cá linh với mắm cá sặc cả nha. Hai loại mắm luôn. Mình nấu cho nó gã ra chút xíu nữa mình lọc lấy cái nước. Bữa nay nấu cá linh nhúng mắm. Hôm nay mấy anh em mình không có mua thịt cả nhà ơi. Đúng ra này phải có thịt heo nữa ha. Ba gọi á. Bây giờ chiều quá mình đâu có ai bán thịt đâu. Nhúng cá linh nhúng mắm. Nhúng mắm cũng được rồi. Ăn với lại rau muống với kiều nèo nữa. Bắp chuối rồi nữa. Quá trình xương ha. Thường cái lẩu mắm này mình nấu hai loại mắm nó mới ngon đúng không anh em? Ừ. Cái sặc với cái linh hai cái loại đó mình trộn chung lại mới ngon, chứ một loại mắm cũng không ngon nữa. Thôi nướng phần mì này quan trọng lắm nha Tung. Nướng cháy này không ngon à. Nướng là phải cháy. Mà chứ phần mì nướng phải cho cháy vỏ nó mới ngon mới thơm chứ. Còn nguyên ghê luôn các bạn. Bữa mưa này là còn làm trong cây chuối luôn nè. Chưa có bẻ nào hết trơn á. Mới chưa hộp đã không? Chơi đi qua tiễn luôn ha. Qua tiễn hả? Đã. Quá qua tiễn luôn rồi. Chưa tới gì. Chưa bung luôn mà. Chưa đụng trái nó mấy bẻ luôn chưa. Bẻ trái này là phải bán vậy. Mẹ ăn ra tái hết hết ngon hết trái đâu ngon. Này ai nó mua đâu anh Hiếu anh Trơm á. Đâu có sao tiền lớn là mua bắp chuối nè anh em. Chuối này gần cả trăm ngàn đó bạn ơi, ở đây bán mắc vậy đó. Chuối một ký mấy này là cả trăm ngàn rồi. À, một ký bắp chuối ở Bình Dương nó bán là như 70 ngàn ký. Bắp chuối vậy nè, chưa trổ á. Chuối mà, này một ký mấy. Bắp tiền ký mấy thì nó cả trăm ngàn này. Phải cháy rồi chứ. Cháy rồi. Cái này vô mắm ăn là đúng bài luôn bạn. Để vô nhẹ vô thật thật non quá. Còn bữa chứ hộp nữa cái vỏ xanh đã ha. Cái cuốn mà cũng non quá ha. Cái hộp này nó mũ nó còn không đen ha. Diễn dữ nè. Tin luôn bạn. Nước thì chỉ bỏ vô miếng muối là ok nha các bạn. Bỏ miếng muối lần cho nó trắng. Rau ôm, ngò gai. Này nêm mà lẩu mắm quá thơm luôn. Kém cái chuối này luôn á. Nó chuối nó trắng rồi đen. Cái này bọt đầu đen thiệt đen hay vớt luôn nha các bạn. Bọt trắng trắng đừng vớt nha, mắm xong á. Ổn hết. Vớt là hết mùi mắm luôn phải không? Vớt hết mùi mắm luôn á. Nó sôi hồi cái nào bọt dơ nó đóng lên đang thui một lớp. Thử rồi đặng biết mình nêm nếm rồi. Còn bạn ơi, bỏ muỗng cà phê bột ngọt qua bạn ơi. Muỗng cà phê bột ngọt nha. Cùng 3 muỗng cà phê đường đi. Mắm này nó vừa ăn cho anh em. Có mặn không? Mắm nó còn hơi lạc. Hơi lạc hả? Không vậy mình nêm đường với bột ngọt trước. Mình nêm cà no sau nó chuẩn hơn các bạn. Nêm cho nó thấy nó vừa miệng rồi cái độ mặn vô từ từ.
xem thấy trong mặt của anh Hiếu. Quậy cho nó tan luôn. Quậy díu. Biết niêm này là sư phụ chỉ cũng giữ mấy năm trước rồi đó. Sư phụ giờ bỏ nghề chưa? Bỏ nghề luôn rồi. Nó cà no ha? Đó sư phụ ở Tiền Giang chỉ các bạn ơi, cà no. Cũng cà no. Niêm từ từ thôi, chứ không cần gấp gáp. Niêm đường với bột ngọt trước đi. Xong rồi mình niêm cà no một muối gì sao tùy mình. Canh vừa được rồi. Không biết nhiêu đâu, chỉ mình niêm mấy muỗng gì thôi. Tùy theo cái nồi lẩu bự nhỏ đúng không? Ừ. Chứ mình đâu có biết chính xác, nhưng mà cái gia vị mình niêm là muối, đường, bột ngọt, cà no đúng không? Ừ. Có cà là vô thấy cái nồi lẩu của nó bắt mắt liền ha. Ừ. Cái mâm rau này theo mày mình bỏ tiền ra chợ mình mua cũng hơn 100.000 anh Hiếu. 100.000 làm gì đụng được nó. Đủ loại rau luôn. Hôm nay 100.000 làm gì đụng được. Mà bây giờ cái hiện tại cái đoàn hàng bông nó mắc quá ha. Ừ. Đoàn hàng bông gần Tết này nó mắc. Rau này đúng lắm. Kính thưa cái loại rau luôn hả? Đủ loại rau bạn ơi. Mình sơ lược về mâm rau của anh Hiếu trưng bày. Kiều nèo nè, đọt mì nè, rau muống nè, rau nhút nè, đậu rồng nè, hủ qua nè, đậu bắp nè, tùm lum rau hết các thứ các bạn ơi. Giờ mình ra chơi vậy anh Hiếu, giờ ai làm món gì ăn món đó đi chưa không? Được. Làm xong món đó mình giúp món đó. Tôi nướng phải mì chứ ăn phải mì. Hồi nãy anh em mình làm lẩu cá thì mình ăn lẩu cá đó, ăn phải mì đó. Hợp lý ha. Mời coi gì mà coi anh Tung mất cỡ ghê không? Ngồi gần lại mới ăn được nghe. Sao quá ngồi gần đi. Chiều nay mấy anh em mình làm cái lẩu cá linh nhúng mắm. Kiều lẩu mắm cá linh anh Heo. Cá linh nhúng mắm. Cá linh nhờ nhúng mắm cá linh. Hôm nay các bạn Tung với lại em Phương với lại tiếp tục là Di Di Cao Kiều hả? Di Xương Sườn. Di Xương Sườn. Di Cơm Sườn. Mời cả nhà ăn lẩu cá linh nấu mắm nha. Nay cá linh này cuối mùa luôn cả nhà ơi. Làm đi ủ đế luôn. Lần đầu tiên em ăn cá linh hả trời? Năm nay cá linh sao không tin đi, mình không thấy. Có mà ít lắm. Ừ. Đúng rồi, bỏ cá linh vô anh Hiếu ơi. Cá linh nha các bạn. Nãy giờ ngồi chờ khách giết nãy giờ luôn, không dám ăn luôn. Như miền Tây mới đem lên các bạn ơi. Mà cá linh mùa này sao nó bự quá. Anh Hiếu à, anh sắp hành y con rùa ta. 40 chân như cái mù à. À, hành y như rùa luôn. Chuối. Bắp chuối hộp ha. Mr. Tường. Đủ rồi rêu hết ha. Hết trâu hả anh Tường? Đâu. Thịt trâu sợ gâu ngổ, cái này món này chắc tập 2 quá. Tốt. Sao mày chấm được rồi ta? Tao muốn cho. Rồi anh. Đây. Có ở gừng đâu á. Mấy cái tái cà từ từ thôi nha anh Tường, cũng găng á. Cà nâu hả? Ừ. Đó, khỏi nói. Cá nổi trơn rồi nè anh em, vớt đi. Cá nổi là anh chính á. Cá nổi trơn rồi nè. Chứ mà cái linh mình nấu nó nổi lên là nó chín à. Làm con đi anh Tường. Làm con thử cái nó chín ra nó mềm. Nó coi nước mắm nè. Làm coi mắm nước mắm. Mình phải xức vô ăn mới được. Vậy còn cái chén nào lấy miếng. Đây. Bên kia vậy. Để đây đưa thấy cho. Để anh xem giùm em đi. Ngọt quá. Chào cả nhà nghe.
lâu lắm rồi mới lên lâu lên đài á, lên đài đài phát thanh tình hình ha. Lâu lắm rồi anh Trường, bỏ mấy cái bông trước đây nè anh Trường, dứt cái đầu con rùa trước kìa, làm cá đó sao giống con rùa quá. Đây chăm nhiều cái làm cá mà mấy cái chuối học non á, bay bắt chuối luôn mà chú qua tiễn luôn mà. Chuối tiễn á, mày lớn gì nè. Rồi. Ráng bạn con cái luôn. Em cái này không? À. Ngon quá mọi người ơi. Ngon quá. Ngon quá. Mắm này mắm gì? Cá linh. Mắm cá linh mà nấu với cá linh luôn ha. Cá nhúng mắm. Thôi coi gì bỏ vô đó nha, nhúng chú cây rồi vô quất, chú cây nhúng vô ăn liền à. Quên bắp chuối á, bông thì để cho nó chín thôi chứ. Nãy anh Hiếu anh kia đấu giá 200.000 cái mâm này không chịu. Bắp chuối hết trăm mấy. Bắp chuối không á. Chắc giống mình vô là cái độ mắm này là không đủ. Độ mắm này là không đủ ăn. Còn nồi nữa nè. Còn nồi đã nước cả. Nước hả? Ừ. Ờ chứ sao nước rồi nữa. Nãy giờ anh còn suy nghĩ, bao nhiêu ca sao đủ anh ăn. Cái chảo này sao đủ là để nuốt không để hôm này phải không, để em ghi queo thử con coi đâu con cá đâu có tiêu rồi ta, bỏ vô cá thấy đâu ăn à, hết đi bỏ vô đi nhiều lắm, thấy con cá nào đâu, dạ nhiều lắm con cá lặn mất tiêu rồi đó, à, đó, đây, đó, đây, đây. Đó nó bị rau đè nè, là trứng nổi rau nhiều quá đè cá nổi nè, nè nổi lên theo đè cá đây mà cả nhà nha, cá này xương hơi cứng nhưng mà thịt nó cực kỳ ngọt luôn á. Ừ, lẩu mắm cá linh cả nhà ơi. Cái này nó là múc lên hiểu không? Để nhự. Nước đã ha, nước hấp đã. Có bún kìa. Bún lắm nha. Ai bún ăn bún nha. Dạ luôn xương mà anh. Con cá bự. Nhà nó. Người nào cũng có gan hết mà. Lừa xương đi. Xương đi. Nó ngọt lắm mà được cái nó bự quá xương, cái nhỏ nhỏ thì càng nhỏ càng ngon. Cái chiếc đũa gì nó nổi gì nữa. Tại vì linh này linh ghìa nó hơi lớn con mà. Cuối mùa mà. Đây cả nhà. Nhưng mà nó càng nhỏ càng ngon. Đúng rồi, cái linh cái linh á. Linh non mà đầu mùa mới có. Đầu mùa. Nhiều quá, chưa mà là nhận ký gửi á. Yếu ký gửi á. Anh Duy có nước không anh Duy? À, lẩu mắm mà mình ăn với rau mớp cả nhà, món độc lạ luôn. Rau mớp nè, đột mì luôn các bạn. Nhưng mà món cá. Đột mì rồi lá rau mớp. Rau mớp lại luôn vậy. Ngậy bùi lắm. Em biết đâu anh hiểu mà bò là muốn ghẻ con sườn nữa, lấy cái thằng pin soi đây rủ nè chỗ nào mà lâu dữ à. Đây đây mì ngon lắm, mì mắm là đúng bài, nó là đọc mì đúng không, đọc mì nè sao nghe nói đọc phải bán mà quá đã. Nó đâu đắng là đâu anh hiểu, ngon ngọt trời em không biết ăn nó đắng, mắm là cái gì trộn ăn được, rau gì trộn đầy cũng ngon. Tôi em à. Rồi nó đâu giả. Có mì lắm. Đậu bia không bạn ơi? Thịt này thịt bò bò nghe hả? Ủa này đậu bia. Bò mà đậu bia luôn ghê không? Đây ta. Này đâu chứ bò gì? Cái này kia bằng những gương mặt quen thuộc. Cay quá. Bữa nay cả team Hiếu Ly vlog nhậu lẩu mắm với lại thịt bò xào ấy, thịt tâu xào rau ngổ. Chuẩn bị quá đã. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ cả nhà. Uống có 3 ly mà xỉn gì nữa xỉn cả nhà luôn nha. Dùng thử cá linh nhúng mắm thử à. Bữa nay không cái không. Bữa nay cá linh nhận xương nhiều thiệt. Cá linh con nào cũng nén nửa kilo vậy. Không, cái lên cuối mùa nhận nó xương nhiều thiệt. Xương nhiều thiệt hả? Ừ, quá xương luôn. Gì mà cái thốc clip mình nói gì vậy? Lâu quá mới lên đài hả? Lâu quá mới lên đài. Ổng chào mấy nhà nhé. Rồi tối hôm nay anh em có clip tới đây cả nhà. Cả nhà đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nha. Anh em dưới được tên đại. Lê em đâu uống chung rồi. Vô.